Thử thách một ngày ăn toàn đồ màu hồng. Xin chào mọi người, lại là Putan gì đây? Ups, đầu tiên là phải thay cái áo hồng ngay. Hôm trước có bác hỏi mình là cái nồi hồng mini này ăn xong dùng giấy lau hay là rửa bình thường. Mình xin trả lời một chút là mình cọ rửa như nồi bình thường thôi. Xong rồi là tiếp tục chuyên mục đi mua đồ ăn về dự trữ. Đang đi thì thấy em bánh mochi mua một tặng một hời quất trời. Thế là quất ngay được hai gói. À mà em bánh mochi mềm, núng na núng nính. Bóp bóp như này ta nói, nó phê gì đâu. Cơ mà phần bánh thì đúng là hồng hồng đấy. Nhưng mà phần nhân màu đỏ ở đâu thì chưa thấy xuất hiện. Đúng là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi. Ít xài được cái ăn bánh cũng mềm mềm thơm thơm mà không bị ngọt quá. Nên là ăn nhiều đảm bảo cũng không ngấy luôn. Rồi xong mình xả ngay vào hàng thạch sữa chua. Các em màu hồng xin mời về hết với đội của Puta thôi. Chà chà, mình múc thêm được một em bánh gấu màu hồng siêu xinh. Ai mà xem mình lâu rồi thì chắc chắn sẽ biết mình nghiện bánh gấu lắm. Nên là hôm nay có cơ hội thì phải thử luôn. À mà mình múc em này với giá là 14.500 nha. Chúi ui, trên mỗi chiếc bánh gấu được in hình khác nhau đáng yêu xíu. Cơ mà lớp bánh bên ngoài giòn tan, còn bên trong là nhân màu hồng vị dâu. Ăn nó thơm thơm, hơi ngọt và có chút thê mát nữa. Ít xài con tàu Pinky này đáng yêu thế nhở. Cháu mình nhìn thấy hẳn là sẽ mê lắm. Chứ không phải là mình mê đâu thật đấy. Chà chà, ngập trong thế giới màu hồng thì em kẹo đào này cũng mua hai tặng một. Không múc thì nó lại hơi phí nhở. Sang để em thạch hồng này tuy là cũng xinh đấy nhưng mà mình không lấy đâu. Bởi vì lần trước mình ăn vị đào của nó không thấy ngon ý. Nhưng mà mắt mình lại chạm vào em sữa chua uống màu hồng. Nên là mình lại phải múc ngay. À mà mình múc 23k một chai nha. Cơ mà em này vị dâu uống hơi chua chua mà cũng tốt cho đường tiêu hóa nữa nè.